Xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Xe Việt. Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Hyundai Santa Fe form mới và phiên bản anh em đang xem đây là phiên bản Prestige hay anh em hay gọi là bản đặc biệt. Và từ khi ra mắt đến bây giờ Hyundai Santa Fe vẫn chưa hết hot, một số phiên bản vẫn còn kèm lạc. Anh em nếu muốn sở hữu xe sớm, cụ thể đó là phiên bản Turbo 2.5, còn các phiên bản còn lại như là bản Exclusive hay là bản Prestige bản đặc biệt như trên video anh em đang xem thì bên em đang có chính sách hỗ trợ giảm tiền mặt rất nhiều cho anh em. Ngoài ra thì còn hai phiên bản Santa Fe 2.5 Calligraphy thì hiện tại không có xe thì em xin phép không cập nhật. Và đối với mẫu xe Hyundai Santa Fe phiên bản Prestige bản đặc biệt tại cơ sở bên em đang có chính sách giảm tiền mặt rất là nhiều cho anh em. Và trong video ngày hôm nay em sẽ cập nhật chi tiết cho anh em về thông số kỹ thuật cũng như là chính sách bán hàng, nguồn cung hàng hóa của phiên bản Prestige phiên bản đặc biệt. Để anh em tham khảo và cân đối tài chính Đồng thời để anh em chủ động mua xe sớm Vì cũng chỉ còn 20 ngày nữa là hết chính sách hỗ trợ 50% lấy trước bạ rồi Đối với mẫu xe Hyundai Santa Fe này Anh em mua xe đăng ký trong tháng 11 này Thì anh em sẽ tiết kiệm được số tiền khoảng gần 80 triệu tùy từng địa phương Và cụ thể về thông số kỹ thuật cũng như là chính sách bán hàng Của chiếc Hyundai Santa Fe bản Prestige Tại cơ sở bên em như thế nào Mời anh em cùng xem video. Hyundai Santa Fe bản Prestige hay anh em hay gọi là bản đặc biệt có thông số kỹ thuật cụ thể như sau. Xe có chiều dài là 4830, chiều rộng là 1900 và chiều cao là 1770 mm. Trục cơ sở của xe là 2815 mm. Khoảng sáng gầm là 17,7 cm xe sử dụng động cơ xăng 2.5 kèm hộp số tự động 8 cấp, hệ thống dẫn động hát chắc 2 cầu 4 bánh toàn thời gian cho công suất cực đại là 194 mã lực tại vòng tua 100 vòng trên phút. Xe sử dụng phanh đĩa cả 4 bánh, đi kèm bộ mâm hợp kim đúc 20 inch. Hệ thống treo trước và sau là MacPherson và liên kết đa điểm. Và bản Prestige bản đặc biệt này là 7 chỗ. Về ngoại thất, đèn chiếu sáng dạng bóng LED Projector có đèn led định vị ban ngày có đèn pha tự động bật tắt gương chiếu hậu bên ngoài gập điện chỉnh điện và tích hợp sấy gương cụm đèn hậu và đèn sương mù sau dạng led xe được trang bị cửa sổ trời đôi và có thanh giá ốc xe có trang bị cốp điện về nội thất và tiện nghi vô lăng bọc da cần số điện tử sau vô lăng có lẫy chuyển số sau vô lăng có các chế độ lái có chế độ địa hình, xe trang bị ghế da, ghế lái chỉnh điện, có nhớ vị trí. Ghế phụ được chỉnh điện, có sưởi và làm mát hàng ghế trước, có sưởi hàng ghế thứ hai, có sưởi vô lăng. Về hệ thống điều hòa, xe trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập, có cửa gió điều hòa sau, có rèm cửa hàng ghế sau. Xe được trang bị màn hình đôi, bao gồm màn hình đa thông tin LCD 12,3 inch. Bên cạnh là màn hình giải trí đa phương tiện cảm ứng 12,3 inch với đầy đủ kết nối. Hệ thống âm thanh, xe được trang bị 12 loa Bose cao cấp, có trang bị sạc không dây chuẩn QI hai vùng. Gương chiếu hậu trong xe có chống chói tự động, có HUD trên kính lái. Xe có trang bị phanh tay điện tử và giữ phanh tự động. Xe có điều khiển hành trình thích ứng, có giới hạn tốc độ, có chìa Smart Key tích hợp để nổ từ xa. Về hệ thống an toàn, các trang bị, xe được trang bị cam 360, có cảm biến trước, sau và bên hông. Các tính năng an toàn cơ bản đó là chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc. Xe được trang bị cảm biến áp suất lốp và các tính năng an toàn nâng cao đó là hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi, kiểm soát ổn định thân xe, hỗ trợ giữ làn đường, duy trì làn đường, đèn pha tự động thích ứng, hỗ trợ điểm mù trên màn hình về túi khí. Xe được trang bị 6 túi khí. Về chính sách bán hàng, Hyundai Santa Fe phiên bản Prestige có giá niêm yết là 1 tỷ 265 triệu tại thời điểm những ngày gần giữa tháng 11 này. Chính sách bán hàng của hai cơ sở bên em như sau. Cơ sở Hà Nội hỗ trợ giảm trực tiếp tiền mặt cho anh em là 35 triệu trừ thẳng vào giá xe cho anh em giá bán chỉ có 1 tỷ 230 và giá bán này áp dụng cho những màu có sẵn tại cơ sở bên em màu có sẵn cho bản Prestige tại cơ sở Hà Nội bên em bao gồm trắng, đỏ, đen, xanh và vàng cát anh em quan tâm đến màu nào thì liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em tại cơ sở Hà Nội để bên em cập nhật kho xe cho anh em tại thời điểm đó còn cơ sở thành phố Hồ Chí Minh thì giá bán hiện tại vẫn ổn định bằng với giá niêm yết giá bán là 1 tỷ 265 triệu ngoài ra thì vẫn sẽ tặng anh em một gói phụ kiện nữa với giá bán nguyên xe như vậy, giá xe ra biển số 5 bánh cùng với những thông tin trả góp, em xin phép cập nhật cho anh em và đã bao gồm chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ rồi. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội, ra biển số sẽ là 1 tỷ 328 triệu, cần trả trước 282 triệu, các tỉnh áp thuế 12% thì bây giờ còn có 6% thôi, ra biển số sẽ là 1 tỷ 308 triệu, cần trả trước 263 triệu, các tỉnh áp thuế 10% thì sẽ là 1 tỷ 296 triệu cần trả trước 250 triệu biển thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 1 tỷ 350 triệu cần trả trước 275 triệu và các tỉnh miền Nam thì sẽ là 1 tỷ 331 triệu cần trả trước 256 triệu với số tiền trả trước thấp nhất như vậy anh em sẽ vay ngân hàng gói vay tối đa là 85% giá trị xe còn tùy nhu cầu của anh em anh em có thể vay ít hơn và 85% giá trị xe sẽ tương đương với số tiền là khoảng 1 tỷ 045 triệu. Thời gian vay tối đa cho anh em là 8 năm, tối thiểu là 3 năm. Và với gói vay 8 năm thì gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 17,1 triệu. Tháng thứ hai trở đi sẽ theo dư nợ giảm dần. Anh em nào cần bảng kê chi tiết gốc lãi hàng tháng thì chủ động liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em. Bên em sẽ gửi bảng kê qua Zalo cho anh em để anh em tham khảo. Và giá xe ra 765 bánh em tính trong video đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước đó là lệ phí trước bạ em tính đã được giảm 50% lệ phí trước bạ rồi thứ hai đó là lệ phí cấp biển số thứ ba đó là lệ phí bảo hiểm rất sự bắt buộc thứ tư đó là phí đường bộ một năm thứ năm đó là tem kiểm định xe mới trong trường hợp anh em mua trả góp sẽ phát sinh thêm hai khoản chi phí đó là bảo hiểm thất vỏ cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói hai khoản chi phí này em chưa tính vào giá xe ra biển số năm bánh cũng như là chi phí ban đầu cho anh em anh em mua trả thẳng thì không bắt buộc và hai khoản này cụ thể bao nhiêu tiền thì anh em liên hệ với nhân viên bên em để bên em báo giá về nguồn cung hàng hóa em xin phép nhắc lại tại cơ sở hà nội bên em thì hiện tại đang có màu trắng đỏ đen vàng cát xanh giao ngay cho anh em còn tại cơ sở thành phố hồ chí minh thì anh em quan tâm đến màu nào thì anh em liên hệ với nhân viên bên em tại cơ sở thành phố hồ chí minh để bên em cập nhật kho xe cho anh em tại điểm đó như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản Prestige hay anh em hay gọi là bản đặc biệt. Em cập nhật cho anh em. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trong video sẽ giúp ích cho anh em trong việc tham khảo và lựa chọn mua xe phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.